Hội khuyến học Huyền Đình Quán vừa phối hợp với Quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao Học đường Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đã đến thăm và trao học bổng, tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn, học giỏi trên địa bàn huyện. Trong đợt này có 30 em học sinh nghèo khó khăn, học giỏi được Quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao Học đường và Quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng trị giá 15 triệu đồng và 5 em học sinh được tặng xe đạp trị giá 2,5 triệu đồng. Đồng thời, Quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao Học đường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 10 suất học bổng toàn phần cho các em sinh viên đang tham gia học tập tại trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung cấp Âu Việt với các chuyên ngành công nghệ thông tin, điều dưỡng, dược sĩ, điều dưỡng đa khoa, y học cổ truyền. Đây là một chương trình ý nghĩa do Hội khuyến học huyện Định Quán phối hợp thực hiện nhiều năm nay. Qua đó đã giúp đỡ, chắp cánh tương lai cho hàng trăm em sinh viên có thêm điều kiện đến trường.